Xin chào quý vị và các bạn. Thời tiết nắng đẹp và tạnh ráo đang là xu thế chung trên cả nước trong ngày hôm nay. Tại Bắc Bộ thì trời nắng ngay từ sáng và càng tăng hơn vào trưa chiều với mức nhiệt cao nhất trưa nay phổ biến ở ngưỡng là từ 27 đến 30 độ. Riêng một số nơi thuộc các tỉnh như là Lai Châu, Điện Biên hay là Sơn La, Hòa Bình thì nhiệt độ có thể cao hơn mức 30 độ. Tiết trời hơi nóng vào khoảng thời gian giữa trưa và đầu giờ chiều. Với Trung Bộ, mưa không còn, trời chuyển nắng khiến cho nền nhiệt tăng lên nhanh chóng. Từ Thanh Hóa trở vào đến tận Bình Thuận thì trời có nắng với cường độ tăng dần, cùng với mức nhiệt cũng tăng dần từ Bắc vào Nam khu vực, phổ biến từ 29 cho đến 32 độ. Riêng một số nơi thuộc vùng núi phía Tây Nghệ An thì có thể lên trên 33 độ. Tương tự, thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng giảm mưa do rãnh thấp xích đạo suy yếu dần. Mưa chỉ xuất hiện mang tính chất địa phương vào chiều tối chứ không còn lan rộng như những ngày trước. Lượng mưa cũng giảm hơn. Đáng lưu ý là mưa giảm, trời nắng mạnh vào ban ngày nên nhiệt độ sẽ có sự gia tăng nhanh chóng. Mức nhiệt thấp nhất vào sáng sớm ở vùng cao Tây Nguyên khi mà trời rét nhẹ chỉ ở ngưỡng là từ 18 đến 21 độ. Ở các tỉnh Nam Bộ thì trời mát và duy trì mức nhiệt ở ngưỡng là 25 đến 27 độ. Còn vào trưa chiều nay, nhiệt độ vùng cao nguyên tăng nhanh lên mức là 30 tới 33 độ và ở mức là 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ tại Nam Bộ, riêng miền Đông có nơi cao hơn. Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, hôm nay trời có mưa vài nơi, thịnh hành gió Đông Bắc ở mức độ là cấp 4, cấp 5, thời tiết tốt dần lên, tầm nhìn xa thông thoáng, thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền. Trái lại, khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa do hoạt động của rãnh thấp xích đạo, khu vực có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, kèm theo dông, lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc ở mức là cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, ít thuận lợi cho lưu thông hàng hải.